Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của cô Hải Vlog chiều nay nha cô chú anh chị ơi. Thì chiều nay mấy anh em sẵn vô lau mẫu, dọn dẹp bông hoa. Rồi Để y vậy đó. Hoa bữa nay không có dẹp hả? Ừ, để y vậy luôn hả? Ừ. Nay có ăn thì mua cái khác bỏ vô. Cái bông cúc này nay đâu có ăn đâu. Ăn thọ mà. Thọ với hoa hồng. Trời ơi, hai trái dưa, hai trái dừa. Hai dừa đẹp ghê không? Hai cái bông luôn hả? Chụp hình cái coi nè. Xác xác vô. Cái này là quay lại. Bình An, ủa sao bên đây có một chữ Bình An bên kia không? Bên đây không có ta? Không có một chữ à? Có một trái à? Cái mai ngày hình quả không. Cái mai lên thành đây không? Đứng đây bị xuất cái tấm hình không che rồi. Lên thành treo qua cái đường này là đường rộng quá trời cho nó đi ra vô chụp hình. Mai để bên kia cái bức tường kia kìa. Mà vậy thì mình lau một chứ khó. Cái đâu khó. Hồi chị nói quên không ý kiến. Chị Loan có để đây đi giờ đâu. Hai trái này có dẹp không ạ? Hai trái dưa nè. Dẹp luôn không? Hải. Cầm giùm chị bưng cái bình cái cưng đưa chị Hải. Ô nặng dữ ta. Này. Rồi dẹp cái dưa này luôn không? Không biết. Nãy Ngọc hỏi có dẹp không trời, bưng dẹp luôn. Hỏi là còn ở đây nữa nè chứ. Mấy cái này đâu có dẹp đâu không? Mấy cái này đâu có dẹp đúng không? Rồi hai cái dưa nè. Hai dưa phải dẹp chứ. Không dẹp mà hú nó vô nó ủi sao? Rồi hỏi với Ngọc cái nha. Hỏi đi, giờ mình lau mộ đi. Ngọc cái ly mình dẹp. Nhiều khi ổng còn chân tới chiều ổng mới cắt. Để đâu chân tới chiều cũng nhẹ. Còn mấy cái chậu mồng quên chậu sống đời nữa kìa. Mình lau mộ đi. Trời ơi làm bữa nay tôi tưởng đâu có dọn. Không có sợ, nó có sợ ở đâu la. Cái chậu cúc này không có dọn nữa ta. Rồi bữa nay để giày đẹp nè. Để luôn rồi. Để giày đẹp bụng. Mà cái mai này đẹp nè. Bự, cao. Cái mai tuyệt đẹp. Cái mai này nó cũng ghép mà. Ghép cũng ít hơn ngoài kia. Có dẹp hai cái dừa không? Không không. Bây giờ anh em mình giờ đúng rồi. Chút xíu đi. Giờ qua đâu nè? Giờ qua đây nè. Anh có hỏi chị Loan chưa? Để dời mất công dời lại nữa. Ừ, anh Hải anh cũng muốn bỏ ở đây nè cho nó chống đường nè. Bỏ đây ngon hơn. Khang, tắm đây Khang. Bây giờ nè. Đâu? Bây giờ để đâu? Để kiếm mà vợ chồng mai về vô cho kéo con kia. Thôi để đây Loan kêu để đây mà. Đúng không? Rồi để đây thì để đây. Rồi nữa má, rồi không chứ. Rồi. Đi lăn cái gì vậy? Ê Phật, ý kiến gì không? Có không đi qua được hả? Cho đừng đi qua này mình đi vòng cái đường kia thôi. Không đi được thì chui được mà. Chui đó. Chui đó. Chui thôi chứ ta chui mà không cho. Giờ em có cách này nè. Đúng đẹp luôn á. Đi thắp nước vô đây luôn đi. Đúng không? Để chậu mai phát đây kinh thắp nước đây cháu. Phải ngày mai còn chậu lan có tiếng bỏ vô lọt được mà. Chậu lan hả? Vậy chậu lan thì xích cái này qua chút nữa. Không bỏ chậu lan bỏ. Đừng có ý kiến ta không đồng ý, mỹ kiến quá. Được rồi, tạm thời vậy đi. Ngày mai có gì. Bây giờ nếu mà nói về ý kiến mà hay nha. Là biết sao không? Dạ, là phải điện hỏi chị Loan. Đó, thấy anh chui qua chui lại đó. Để ngay cái vị trí con hàng kế con hàng. Cho nó hụt vô miếng đó. Đúng rồi, nó hụt vô. Anh. Ngay cái vị trí con hạt là đẹp luôn á. Là mình có cái đường đi qua.
không cho đi cái gì mốt ngày 25 năm ngạt rồi mình không có làm được không có... Thôi bây giờ mấy em mình làm sao mà để cho mình thuận tiện cái công việc của mình đây nè. Kế cái con hạt nè nó vẫn đẹp cho mộ chứ không phải là mình biết đâu giấu đâu. Ngọc cũng để đâu. Mình đưa chứ chịu khó anh Ngọc anh chứ người ta đi qua đây mà là gãy bông á nha. Đúng rồi. Ngày đó ừ. Nói cái ngày 24, 25 thế nào cũng bị à. Tức là cho phóng toàn đường đi nè. Nếu mà mình học vô là mình vẫn có đường đi luôn. Không, mình không muốn chân khác mà. Nhưng mà chú xích vô xíu. Bây giờ sao? Giờ anh Ngọc muốn để y chỗ này hay là anh Ngọc muốn chờ chỗ nào nữa? Nè, tự nhiên nè. Tự nhiên chân cái đó chị. Rồi tao muốn vô chụp hình. Rồi đây không có đường đi. Tôi đi đừng tắt mà. Ví dụ người ta không biết rồi làm sao? Mình chỉ ở đây mình nói. Sao được hồi nãy được thôi la một rồi la một rồi vậy là để đây đúng không anh Ngọc ok phải không rồi thôi vậy la một cậu rồi thôi vậy cây mai để đó đi chừng nào mà anh Ngọc hỏi ý chị Loan giờ vô miếng nữa được á là anh em ta giày phụ rồi quyết định vậy đi rồi thôi la một thôi. Ồ, đẳng cấp rồi đây. 989 gì đó. Lao. Mình lau đèn thôi. Ủa em đâu có muộn anh đâu hả? Đâu một phần gì với cây của em. Máy ta kìa. Ta không biết chắc biết bỏ gì nha. Mang ta hoài à, không nổi. Ôm dịch ta không biết chắc biết bỏ gì đâu. Bây giờ đi quay nè. Chị ơi, cái máy của em thì ngày nào chị cũng che lưng hết á. Rồi để tôi đi gọi con hàng cho chắc đi. Ngày nào cũng che lưng máy nó thấp hơn máy em. Che lỡ hoài luôn đó. Ồ, anh quay ngang xa. Rồi đó nha. Tránh thấp cái máy đó hả? Ồ, mình phát hiện nghe, mình đẩy cây này cái mai luôn. Không ai đụng nha. Ok, đó. Nè, lại hộp xuống trước đi. Máy đó dựng thấp quá rồi anh. Anh hợp xuống, hợp xuống đi. La lớn nó chui xuống hàng hả? Máy em bật cao lắm. Cho lau hình cái anh coi kìa. Xong bên bản ông chưa? Cao, có ngày lạc bên sao cũng vậy. Bởi vì dành giật nước. Hải Duy Minh, đụng độ. Ta đứng ở đây thì biết qua kia đây. Cục chen rắn vô dành ta đó. Alo cậu ơi, bây giờ chú ơi, chú giờ nãy nó la con luôn cho con lao hình của chú nè chú ơi. Trời ơi à. Trời ơi à. Quan cho con quá. Đó chú ơi bây giờ nè. Không thủy của anh á là trước hết là anh phải lao lao sai cái tầng trước không mà chứ không thủy gì nữa lao qua đi thủy cái gì nữa thủy thủy dây vô kênh Bùi Hải đăng ký cái đó lộn đâu là chủ thủy tháng 3 vậy. Chiều nay đi mua cho bà con cô bác ở đây nhớ vô kênh của Bùi Hải Vlog đăng ký. Cái gì vậy? Nước à? Mạnh dữ hả? Thấy sệt văng ướt. Thấy nó ướt là biết nước rồi hỏi gì ạ? Đâu em hết hồn chứ. Hết hồn chứ. Có gì nè, la lớn cho người ta biết nước nó sệt vô lưng mình chứ. Không có ai nước mạnh thiệt. Bữa nó đâu có tới đây dữ hả? Một chút xíu là anh sẽ bình luận về hai cây mai này nè. Căng lắm đó. Căng lắm. Cái máy này Ngọc, cái máy này quay để đây, ta có làm chúng không? Anh Ngọc, giờ cái máy chứ thấp ngang á, thấp ngang là cái lưng thấp ngang anh Ngọc ơi. Chứ người ta che cái máy mình lăn cù mèo hen. Nhất quan chiếc thôi chứ để còn là để ngay chỗ đó là không bao giờ mà đụng ai luôn đó. Bà con ơi. Máy em đặt xuống không khỏi đụng ai luôn đó. Có đụng thì chỉ có chị Tiên đụng thôi, không có ai đụng hết á. Không, rồi, cái bên đó, cái với lại ở đây là chui rồi, thấy rồi, thấy cái máy rồi, nãy giờ chui đường này rồi. Giờ lột cái bề mới sạch lên này bỏ đi. À, chị đốt đi là có bằng bóp không đốt cái mai của cậu à. Cắn cái mai cái đó lên đẹp quá chừng luôn ha.
cái mai ngoài kia gắn lên nó mới đẹp dữ. Thì, chừng nào gắn cái bài đó đi là mình mới coi biết đẹp hay xấu. Còn ở trong đây là gắn trước là mình thấy đẹp rồi nè. Rồi cái đó em không biết. Rồi cái đó em không biết nha. Không biết nhưng mà phải đúng không? Nếu mà không, bỏ là phải. Trời phải lấy chứ nói sao kỵ trời. Hai chị ta đang thắp hương cứ mình đi qua tại vì bữa nay là trắng lối rồi. Chui lỗ không? Thôi anh cũng đi qua. Tự nhiên thì tự nhiên mình làm khó chúng mình. Ủa mấy cái này để đây không không đem lên hả? Để đây mà, nãy không cho đem. Rồi, hấp nhang. Cho cầu thôi. Cháy 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 có chấm. Em tính là thích đây luôn á. Anh biết nào cũng được. Rồi bây giờ nghe của anh chị. Chị cầm giùm em cái em thấp hơn. Còn một thứ quan trọng lắm. Phải đốt nhang anh được. Đốt nhang chứ. Hết hồn. Hết hồn luôn á. Trời ơi, luôn trời. Mấy câu hải mà nhỏ mà gọn à, muốn có máy bự cũng không có đâu. Mà lại quay cái máy của cậu. Mà nhỏ nha, đồng tiền. Tiền đồng tiền vàng. Chị đây siêu tông. Mày hỏi cây mai. Cây mai của cậu đẹp thiệt nha. Cây mai này cái gốc bự hơn cây mai quả anh tí à. Cây gốc đẹp. Cây gốc cuối cùng là cây nào đẹp? Cây chị Hồng Loan. Hả? Cây nào đẹp? Cây của chị Hồng Loan. 24 cái này ta cao hơn. À, nó cũng ghép không chứ có cây nào nguyên hiện đâu. Mà mấy cái nhánh ghép ở ngoài nó gọn hơn cái nhánh ghép trong đây. Cây kia gọn hơn cây này. Ờ. Mấy cái nhánh ghép này nè là nó gọn hơn là ở trong đây. Ở trong đây thì nó hơi dài. Lại nhớ qua kênh Bùi Hải Vlog đăng ký giùm ủng hộ cô chú anh chị ơi. Bây giờ mình giải đúng là gì nè. Ở dưới là nhận ngày Valentine âm lịch. Rồi thôi đi đi làm hoài để gì mình là. Dạ thôi Bùi Hải cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Thì ông bà cô chú có xem kênh của Bùi Hải, có thương Bùi Hải thì cho Bùi Hải xin một lượt like, một đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mọi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú ạ.